bước 1 này, bước 2 này, bước 3 này. Tách hết sodium stearate ra khỏi nồi hộp sau bước 3 thì thu được chất lỏng. Thì chất lỏng này là glycerol đúng không? Có khả năng hòa tan dung dịch CO2 lần đến đây là đúng này, nhưng thành dung dịch màu tím là sai. Phải thành dung dịch màu xanh chứ. Đúng không ạ? Xanh lam. B, sau bước 3 nó hợp tách thành hai lớp, phía trên là chất rắn màu trắng là đúng này, phía dưới là chất lỏng, đúng. C, mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl là tăng tốc độ cho phản ứng xà phòng là sai, mục đích chính của NaCl là tách lớp đúng không? D, sau bước 2 thu được hai chất lỏng không hòa tan vào nhau. Sau bước 2 thì làm sao thu được hai lớp chất lỏng không hòa tan vào nhau? Là sai. Đúng không? Nó tan vào nhau mà. Đúng chưa? Sai nhá, nó tan vào nhau mà. Sai. Vậy là sai đúng, sai sai. Được chưa? Mục đích chính là NaCl không phải làm tăng tốc đâu, nên là sai nhá. Sai. Còn lại sau bước 3 nó tách thành hai lớp. Bước 3 đấy, cho NaCl vào lớp chất rắn màu trắng nổi lên bên trên mà. Đúng chưa? Còn lại lớp chất lỏng thì là chìm xuống dưới, đúng không? Đấy. Sai đúng sai sai.